Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, thứ tư tuần vừa qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được sư Minh Lợi giảng kinh Tăng Chi Bộ và thầy Minh Hạnh giảng kinh Pháp Cú. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Tăng Chi Bộ, sư Minh Lợi đã giảng bài số 80 Abhibhu, Phẩm Ananda, chương Ba Pháp. Theo chánh văn, Ngài Ananda ba lần hỏi Đức Thế Tôn về Ngài Abhibhu, đệ tử của Đức Phật Sikhi, có thể làm cho ngàn thế giới nghe tiếng của mình. Vậy thì, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, có thể làm cho tiếng của mình được nghe xa như thế nào? Nhân câu hỏi đó, Đức Thế Tôn đã dạy về cấu trúc của vũ trụ, thế nào là tiểu thiên, trung thiên và đại thiên. Đức Thế Tôn dạy rằng, chư Phật có thể làm cho tiếng của mình được nghe xa cho đến 3.000 đại thiên thế giới hoặc xa hơn nữa. Ngài Ananda sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng dạy đã hoan hỷ tán thán công đức của Bậc Đạo Sư. Nhưng Ngài Udayi cho rằng Bậc Đạo Sư có năng lực vô biên, sự tán thán của Ngài Ananda là thừa thãi. Tuy nhiên, Đức Phật đã bảo Ngài Udayi không nên nói như vậy và nhân đó dạy về phước báo vô lượng của việc tán thán, tưởng niệm ân đức của chư Phật. Trước khi đi vào phân tích bài kinh, sư nhắc các học viên rằng khi đọc một bài kinh chúng ta phải suy gẫm, phân tích, đừng chỉ bám vào nghĩa đen của bài kinh mà thần thánh hóa những giáo lý, những lời dạy không thôi. Đức Phật dạy một tiểu thiên bao gồm 1.000 mặt trời, 1.000 mặt trăng, vân vân, và 1.000 tiểu thiên là một trung thiên, rồi 1.000 trung thiên là một đại thiên thế giới. Thầy giáo thọ cũng lại nhấn mạnh rằng thế giới mà chúng ta đang sống hiện có 4 đại dương như Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, vân vân. Nhưng một tiểu thiên thì có đến 4.000 đại dương. Hơn 2.600 năm trước, Đức Phật bằng Phật nhãn của một vị chánh đẳng giác đã nhìn thấy và tuyên bố rằng bên cạnh hành tinh mà chúng ta đang sống còn có vô số những hành tinh khác. Lời Phật dạy chính là con đường chỉ lối cho sự tiến bộ của khoa học hôm nay và cả mai sau. Điều đó cho thấy tất cả mọi vật của vũ trụ đều trong tầm nhìn của Đức Phật, một bậc chánh đẳng giác. Vậy bằng cách nào Đức Phật có thể làm cho tiếng của mình được nghe xa cho đến 3.000 đại thiên thế giới hay xa hơn nếu Ngài muốn? Thầy giải thích rằng, thông thường khi ta muốn cho một người ở xa nghe được thì ta phải nói thật lớn. Nhưng để cho người ở xa nghe được thì những người ở trước mặt ta sẽ không thể nghe được rõ ràng vì cấu trúc của tai chỉ nghe được ở một cường độ âm thanh nhất định. Thế nên lời Phật dạy ở đây ta phải hiểu rằng lời nói vang xa không tùy thuộc vào âm lượng to nhỏ mà chính là sự lan truyền, sức ảnh hưởng của lời nói. Lời dạy của chư Phật ba đời đều như nhau. Chính vì vậy chúng ta ngày nay sau hơn 2.600 năm vẫn được nghe những lời Phật dạy, vẫn được nghe về Ngài Abhibhu là đệ tử của vị Phật Sikhi trong thời quá khứ xa xưa. Cũng như vậy, khi Đức Phật dạy rằng Như Lai chiếu ánh sáng cho đến 3.000 đại thiên thế giới, Đức Phật muốn nói về ánh sáng của chánh pháp, của trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ này sẽ khởi sanh và lan tỏa trong mỗi chúng sanh. Những ai sống và thực hành theo chánh pháp qua việc trì giới và thiền định, Thầy dạy rằng khoa học ngày nay cũng đồng tình với lời Phật dạy, vạn vật không biến mất mà chỉ thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Ví như vòng tuần hoàn của nước đi từ thể lỏng sang khí rồi trở về lỏng. Lời Phật dạy không bao giờ mất, chánh pháp chỉ mất đi khi tâm ta không còn trụ trong chánh pháp. Do đó, chánh pháp không mất đi trong thời mạt pháp mà là tâm của ta không rõ, không hiểu đúng lời Phật dạy. Tự tâm của ta xa rời chánh pháp. Trong giờ học kinh Pháp Cú, thầy Minh Hạnh giảng tiếp về phẩm pháp trụ. Qua phẩm kinh này, thầy mong muốn mỗi học viên sẽ biết cách làm thế nào để trụ trong pháp hỷ,
tìm được sự an lạc khi sống và hành theo chánh pháp. Đây là những điều căn bản mà thầy muốn các học viên phải ghi nhớ và nắm vững trong quá trình học kinh và tu tập của mình. Một là lý do vì đâu ta có mặt trong cõi dục giới này. Hai là đời sống của ta chỉ bao gồm trong 18 giới, nghĩa là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Ba là phải hiểu lý do vì sao Đức Phật đến cõi ta bà này, để ta có thể học được và hiểu được ân đức của Đức Bổn Sư. Đa phần chúng sanh đến cõi đời này là do nghiệp, do những phiền não tích tụ trong vô lượng kiếp, do tâm tham cầu đời sống ở cõi dục giới. Cũng chính vì tiền nghiệp này mà 6 căn ta gặp những cảnh xấu, cảnh tốt khác nhau. Đối với người không tu tập, gặp cảnh xấu ta khởi tâm sân, gặp cảnh tốt ta khởi tâm tham. Khi sống với tâm tham, tâm sân, tức là ta đang sống trong 4 cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Muốn thoát khỏi 4 đường khổ này, ta cần phải tu tập và trưởng dưỡng tâm từ. Chỉ có lòng từ mới hóa giải được những sân hận, những tham dục. Phải chọn cho mình một pháp để trụ, để giữ cho 3 nghiệp thân, khẩu, ý không rơi vào 4 đường khổ. Đây là ý nghĩa cốt lõi của pháp trụ, là điều cốt yếu thầy muốn học viên hiểu được ý nghĩa thâm sâu của phẩm kinh này. Khác với chúng ta, Đức Phật không đến cõi ta bà này vì nghiệp, mà vì hạnh nguyện cứu độ khổ, độ sinh. Điều thầy muốn nhắc ở đây là những người con Phật phải học được bài học từ đấng từ phụ của mình. Chúng ta cần phải phát những hạnh nguyện trên con đường tu tập của mình. Thầy nhắc lại từ câu kệ 263 đến 272, Đức Phật dạy về đời sống và phẩm hạnh của một vị tỳ kheo. Ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thẩm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo. Cuộc đời của chư tỳ kheo với tam y nhất bát tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của Đức Phật. Học kinh, hiểu kinh để thấy được ân đức của Tam Bảo, để từ đó mà phát những hạnh nguyện tu tập cho bản thân mình. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bodhephatquoc.org. Trân trọng kính mời quý vị hãy đến tham dự chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 3 năm 2021. Từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối, Sư Minh Lợi sẽ tiếp giảng kinh Tăng Chi và Thầy Minh Hạnh sẽ giảng kinh Pháp Cú. Kính mong quý học viên hãy đến lớp thật đông đủ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà các giáo thọ đã dành cho học viên chúng ta vậy. Rất mong quý học viên hãy kiểm tra email và mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới, cũng như các thông báo cần thiết khác. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thượng tọa Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.